Thời gian gần đây, bà Phương Hằng đang là cái tên có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Vợ ông Dũng lọ vôi khiến công chúng chú ý khi liên tục xuất hiện trên livestream tố giác giới nghệ sĩ. Bên cạnh đó, nữ đại gia cũng rất được lòng khán giả bởi những lần làm thiện nguyện. Mới đây, bà Phương Hằng tiết lộ đang huy động và tìm nguồn mua khoảng 10-15 triệu liều vaccine để giúp người dân phòng chống Covid-19. Bà cũng cho biết vaccine sẽ được nhập về liên tục nên cần thời gian chuẩn bị là 1 tháng 20 ngày. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả, xuất hiện không ít nghệ sĩ đã lên tiếng đá xéo bà Phương Hằng. Sau nghệ sĩ Đức Hải, diễn viên Thanh Bình là cái tên tiếp theo đang gây tranh cãi vì có ý mỉa mai bà Phương Hằng. Cụ thể, Thanh Bình để lại bình luận trong một bài đăng của bạn bè với nội dung 15 triệu liều vaccine, nghe là thấy hơi vô lý rồi, chắc chờ hơi lâu nha. Hành động này của nam diễn viên đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng Thanh Bình đang mỉa mai lòng tốt và sự cống hiến của bà Phương Hằng trong thời điểm dịch căng thẳng. Thậm chí, một số cư dân mạng còn có những chỉ trích khá gay gắt với nam diễn viên, chẳng biết giúp gì được cho đời, cho người nghèo mà lại đi thiện người ta, người nổi tiếng dạo này sao thế? Để yên cho cô Hằng tôi đi nha. Người ta đã đang muốn dẹp mấy vụ người nổi tiếng vớ vẩn qua một bên rồi đó, chọc người ta chửi đi nha. Hiện tại, trang cá nhân của Thanh Bình đang nhận báo phẫn nộ từ cư dân mạng. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa lên tiếng đính chính hay giải thích về bình luận gây tranh cãi này. Thanh Bình là diễn viên quen mặt với khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam. Anh từng tham gia nhiều bộ phim ấn tượng như Đi qua mùa gió, Đối mặt, Tình ca phố. Bên cạnh đó, anh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Ngọc Lan. Tuy nhiên, cuối năm 2019, cặp đôi đã chính thức ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối.